Chiều ngày 20 tháng 11, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì và trao quyết định. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1979, quê quán tỉnh An Giang. Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường từng giữ nhiều chức vụ như Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư Quận ủy Quận Thủ Đức, nay là Thành phố Thủ Đức, Bí thư Quận ủy Quận 5, Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã công bố quyết định về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy Quận Phú Nhuận, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Hồng Sơn sinh năm 1981, quê quán tỉnh Bến Tre. Quá trình công tác, đồng chí Phạm Hồng Sơn từng giữ nhiều chức vụ: Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy Quận Phú Nhuận. Cũng trong chiều ngày 20 tháng 11, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về bổ nhiệm Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư Tiến sĩ Kinh tế Trần Hoàng Ngân, sinh năm 1964 tại Tiền Giang. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân từng giữ nhiều chức vụ công tác như Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Marketing Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Cán bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Thư ký Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15, Thành ủy viên Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế Thủ tướng Chính phủ.